Mọi chuyện cũng do thằng Mũ Vàng mà ra. Em phải tìm bằng được thằng Mũ Vàng để xử lý nó. Em chạy vào lấy thanh đồ long đao để anh đi xử lý thằng Mũ Vàng. Anh ơi, đồ long đao của anh đây. Em ở nhà, canh nhà để anh đi xử lý thằng Mũ Vàng nghe chưa? Dạ anh. Mà tức thật đấy chứ. Không biết mình phải tìm thằng Mũ Vàng ở đâu đây. Thôi, mình phải gọi cho 500 anh em đi tìm thằng Mũ Vàng mới được. Tao ra lệnh cho chúng mày, trong vòng một ngày phải tìm ra thằng Mũ Vàng cho tao. Bọn mày mà không tìm ra, không xong với tao đâu. Thôi nhé, bọn mày phải nhớ tìm nó ra cho tao. Luôn, em chuẩn bị đi đâu vậy? Anh đang còn hỏi à? Anh có biết thằng Mũ Vàng nó về nó phá quán của chúng ta hay không? Em đang huy động 500 anh em đi tìm nó tính sổ đây. Không phải đâu em à, chắc là có ẩn khúc gì ở đây rồi. Chứ Mũ Vàng hiện tại là người tốt rồi mà em. Em đã bảo rồi, nó là người xấu, anh đừng bao che cho nó nữa. Không phải là do anh bao che, nhưng anh tin chắc Mũ Vàng sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa. Mọi chuyện cũng do thằng Mũ Vàng mà ra. Em phải tìm bằng được thằng Mũ Vàng để xử lý nó. Nếu mà kiếm được Mũ Vàng, em đừng có xử lý Mũ Vàng mà hãy đưa về đây cho anh, được không em? Em sẽ nghe lời anh lần này, đưa nó về cho anh hỏi tôi. Vậy em đi theo anh qua nhà áo hồng tìm Mũ Vàng. Có một cậu bé vừa nói với anh là thấy Mũ Vàng đi vào đó. Vậy anh lên xe mau lên, em chờ đi.